Xin kính chào quý khán giả của kênh SCTV 14, kênh phim Việt của truyền hình cáp SCTV. Và trong thời gian qua thì quý vị đang theo dõi bộ phim Đường Chân Trời. Thì ngoài các diễn viên chẳng hạn như là Lý Hùng, Linh Tý, Ngọc Lan, qua các vai diễn của họ đã gây ấn tượng cho quý vị khán giả. Và trong số đó thì có một nhân vật, đó là nhân vật Tuấn, cũng mang đến cho khán giả những phút giây ấn tượng trong bộ phim Đường Chân Trời này. Và hôm nay chúng tôi đã mời được nhân vật Tuấn đến trường quay của chuyên mục Tôi Hỏi Sao Trả Lời. Và xin giới thiệu đến quý vị khán giả, đó chính là nam diễn viên Quốc Huy. Xin kính chào quý vị khán giả. Từ khi mà bộ phim này phát sóng thì đã nhận được rất nhiều những lời khen tặng. Thì trong đó có rất nhiều khán giả yêu thích vai diễn này của Huy. Em có thể chia sẻ chút xíu gì về vai diễn Tuấn trong bộ phim Đường Chân Trời? Cái vai Tuấn này là một cái vai học sinh sinh viên, con của một công an, đó là anh Lý Hùng đóng. Trong một cái vụ án thì vô tình anh Lý Hùng đã để cho mẹ em bị chết. Thì từ đó là em oán hận người cha này và đi rong, đi chơi, rồi đi tụ tập bạn bè xấu để mình muốn chứng tỏ một cái điều gì đó với người cha của mình. Thì sau qua bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng cũng sẽ hiểu ra làm những cái điều mình làm là sai. Và cuối cùng cũng trở về với gia đình. Anh Quốc Huy nè, em không biết thì vẻ ngoài của anh rất là thư sinh, nhưng mà trong bộ phim là anh từ một thanh niên cứng nè, sau đó là chuyển sang là chơi bời, nghiện ngập. Anh lấy kinh nghiệm ở đâu để thủ vai rất là tốt như vậy ạ? Thực sự thì mình cũng có đọc qua, rồi có coi trên TV, coi trên báo mạng để tìm hiểu. Thì khó nhất là những cái cảnh mà mình lúc mình lên cơn nghiện á, lúc mà hít heroin làm sao, rồi lên cơn nghiện làm sao. Nói chung là những lần mà lên cơn nghiện khó lắm. Mỗi lần đó Huy phải gồng giống như là nguyên cả cơ thể, là phải gồng cứng người lại. Mà mình phải diễn nữa, lúc đó mồ hôi rồi túa ra như là mưa vậy. Trong những cảnh đó là cực nhất. Hãy lấy thuốc cho tôi, chị lấy thuốc cho tôi đi. Không được đâu, cậu không được đụng tới nó. Nó sẽ hãm hại cuộc đời của cậu đó. Yên, thuốc đâu? Lấy thuốc đi, lấy thuốc. Em không biết là trong suốt quá trình làm phim thì anh có ấn tượng với bạn diễn nào nhất? Đó là với Ngọc Lan và Gia Gia Trương Nhi. Có một phân cảnh mà đóng với Trương Nhi chắc cũng phải 20 lần. Cảnh nào? Dạ, đó là phân cảnh hung. Mà không phải một cái hung thường. Cái này là một người con gái đến với mình là một con trai mới lớn mà. Hầu như là chưa có bạn gái. Sợ chứ. Giống như là diễn theo kiểu mà nhát gái đó anh. Thì cô ấy tiến lại, sau đó cô bất ngờ hung mình. Hai đứa ở ngoài nó giỡn nhiều quá đó, vô cái mỗi lần hung cái là cười, chắc phải làm 20 lần. Mà đâu phải được hung thì đâu, chỉ là chạm nhẹ một cái thôi. Ồ, chạm nhẹ dễ mà. Giờ em muốn diễn lại cảnh đó không? Chỉ với anh hả? Anh nhờ. Không nghĩ sao vậy? Anh nhờ Đỗ Nguyên đúng không? Gia Trương Nhi. Cái đó khó lắm anh. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một trích đoạn ngắn trong bộ phim Đường Chân Trời để xem nhân vật Tuấn do nam diễn viên Quốc Huy thể hiện như thế nào nha. Anh đi đâu vậy anh Tuấn? Anh Tuấn! Yến à. Anh ngại. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nắm tay một người con gái sao? Anh có bao giờ hôn một người con gái chưa? Anh có muốn thử không? Anh Tuấn! Em làm gì vậy? Em yêu anh. Anh không có thích. Xin cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của anh Quốc Huy. Cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu của mình để đến với phim trường ngày hôm nay để chia sẻ những cái câu chuyện rất là thú vị. Cảm ơn khán giả đã bỏ chút thời gian để nghe Huy trò chuyện,
để biết thêm về quá trình làm phim của cái bộ phim Đường Chân Trời này. Cũng xin chúc em sẽ thành công hơn nữa về các dự định của em sắp tới và có nhiều vai diễn hay hơn nữa. Nào bây giờ còn chần chờ gì nữa, xin mời quý khán giả cùng đón xem tập tiếp theo của bộ phim Đường Chân Trời đang phát sóng trên kênh SCTV 14 quý vị nhé. Và đừng quên đón xem chuyên mục Tôi Hỏi Sao Trả Lời để cùng gặp gỡ Quốc Thuận cũng như là Đoan Quyên và gặp gỡ các khách mời đặc biệt đến với chuyên mục này. Xin cảm ơn nhãn hàng Khatoko đã tài trợ phục trang cho chương trình. We'll be right back.